Dịp này, trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đã đến thăm, chúc mừng các thầy cô giáo tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường trong công tác giảng dạy, nghiên cứu bảo tồn và phát huy vốn văn hóa nghệ thuật truyền thống ở địa phương. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức Thành ủy chúc tập thể cán bộ, nhân viên, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật sức khỏe, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của thành phố.